bà con cô bác tới với kênh YouTube Tưởng Điện Cánh Sen nha. Nay bên em sắp hoàn thành xong con máy Yamaha 384 rồi. Bây giờ gắn đồng hồ báo nhớt có đề. Này chưa đánh bóng nha, cái này mới định hình thôi. Bên kia đang làm bu luộc. Con bò này 50 triệu nha bà con. Cậu đây gầy lắm. Đùi này em làm đùi bằng 40 nha, đặt 40 cái này 22, ố này này 20. Cút 22. Ống 42. U này thì u dày lắm, thì 6 ly. Thành cao 3,5 phân. Giờ nó bằng rất là cao. Thành cao lắm. Nó anh dập mới lắp lên. Vệ sinh còn chụp chặt đăng nữa là xong. Nhưng mà 384 mình chưa vệ sinh nha, còn mới tin luôn, không sơn dặm hết gì hay bất cứ gì nha bà con, còn nguyên bản gì hết. Cái này tua 3.000. Alo là cần xài alo em nha. Alo bà con.